Ngày 4 tháng 8 năm 2020, cộng đồng mạng xôn xao về đoạn clip được cho là có mặt của nữ ca sĩ Amy. Cụ thể, trong đoạn clip được ghi lại, Amy chỉ diện nội y và tập thể dục trên giường. Theo nhiều nguồn tin, clip này do chính bạn của Amy ghi lại cách đây vài năm. Đoạn clip đang bị phát tán nhanh chóng ở nhiều trang mạng xã hội và thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận. Ngay sau khi sự việc diễn ra, phía công ty đại diện của Amy ngay lập tức có động thái phản hồi, cho rằng đoạn video có thể được quay từ năm 2015, năm 2016, thời điểm nữ ca sĩ chưa nổi tiếng và còn nhỏ tuổi. Việc Amy cùng hồi bạn gái đùa giỡn tập thể dục là hành động rất bình thường. Đại diện của nữ ca sĩ cũng cho rằng kẻ phát tán clip có mục đích hãm hại tấn công danh dự của cô. Bên cạnh đó, đại diện của Amy cũng khẳng định phía công ty sẽ nhờ pháp luật can thiệp để giải quyết vụ việc này. Cụ thể, người này viết: "Hành vi xâm phạm đời tư và cố tình tấn công, hãm hại người vô tội là phạm pháp. Công ty sẽ nhờ pháp luật vào cuộc xử lý, đồng thời chúng tôi tha thiết mong cộng đồng mạng văn minh không lan truyền cũng như lên án gay gắt kẻ phát tán clip để không có thêm bất kỳ nạn nhân nào phải chịu đựng cú sốc tinh thần và ám ảnh tâm lý cả đời. Chúng tôi chân thành xin lỗi khán giả bị làm phiền bởi sự việc không hay này trong thời điểm chúng ta có nhiều thứ đáng để quan tâm hơn." Amy không phải là trường hợp nghệ sĩ đầu tiên bị phát tán clip nhạy cảm. Trước đó vào cuối năm 2019, nữ ca sĩ Văn Mai Hương cũng rơi vào trường hợp tương tự khi camera bị xâm phạm trái phép, phát tán cảnh riêng tư. Điều đáng nói là đoạn clip này cũng được ghi lại vào khoảng năm 2015, nhưng lại bất ngờ bị phát tán rộng rãi vào cuối năm 2019. Ngay lúc đó, đông đảo công chúng và rất đông nghệ sĩ showbiz đã đanh thép bảo vệ nữ ca sĩ.